Rồi, bài này mình sẽ đi tiến hành giải phóng liên kết vẫn ra bình thường. Các bước giải về cơ bản không có gì thay đổi hết á. Thật ra nó không có gì thay đổi luôn. Vấn đề là nhiều khi là mình làm hai đoạn quen rồi. Bây giờ thấy bây giờ nó tới ba đoạn, ba khoảng cách đúng không? Nhiều anh chị thấy tưởng đâu nó khó, nhưng không phải, nó cũng đi đúng theo quy trình đó mà. Đâu có gì thay đổi đâu. Giải phóng liên kết. Như vậy bước thứ nhất là giải phóng liên kết, lúc này tôi sẽ vẽ lại cái chiều dài của AB. Rồi, ngay tại vị trí A của mình là gấu cố định, chúng ta biết rồi, quá nhiều lần rồi ha. Nhìn vô tới thời điểm này là phải thuộc nó là liên kết gì rồi đó. Vậy đây là x và y. Đây là gì à? Đây là chúng ta sẽ có ý nè. Rồi, ngay tại vị trí D là liên kết gối di động, chúng ta sẽ có một phản lực đó là ý D. Từ A tới B lực phân bố đều tôi thu về trung điểm. Quy lớn của mình sẽ lấy quy nhỏ nhân với 4 là vẫn là 80 kN, đúng không? Quy nhỏ mình là 20. Như vậy đây chính là 80 kN nhé. Rồi. Ngay tại vị trí B không còn gì nữa nha. Rồi bây giờ ngay tại vị trí C nè. Mình có một cái lực tác dụng từ dưới lên nè. Đó. Đúng không? Mình có một cái lực tác dụng từ dưới lên. Được chưa? Ngay tại vị trí C á, mình có một lực tác dụng từ dưới lên là B bằng 20. Rồi, ngay tại vị trí C của mình lại có tiếp một cái moment nữa. Đó, tôi vẽ lại như vậy đây. Rồi, vậy là chúng ta đã đủ. Được không các anh chị? Ổn được chỗ này chưa? Rồi, bây giờ đi tiến hành bước 2 viết phương trình cân bằng. Bước 2. Phương trình cân bằng. Tôi sẽ lấy tổng moment đối với điểm A. À, đối với điểm A hoặc là đối với điểm D, bài này đối với điểm D cũng được, điểm A cũng được. Còn những điểm khác thì là bất lợi hơn. Đừng nên lấy những điểm khác. M moment đối với điểm A bằng 0. Rồi lúc này tương đương giữ điểm A lại thì có ID tác dụng từ dưới này lên đẩy cho cái thanh này nó quay ngược chiều kim đồng hồ là trừ ID cánh tay đòn. Từ D tới A là 6 m, tôi nhân 6. Được chưa? Rồi, xong một hàng. Bây giờ tới moment nè, M này là moment nè, nó đặt đâu không quan trọng, xác định tôi giấu gì thôi. Như vậy nó đang quay như vậy là cùng chiều kim đồng hồ là dương. Dương 60 không có nhân cánh tay đòn nha các anh chị. Nhiều anh chị tới đây hay nhân với 3, nhân với 5 lắm. Nhưng mà moment các anh chị thấy đơn vị của mình là gì rồi? Thấy có lực không? Nhân với mét không? Vậy là trong bản thân của nó đã có nhân với mét rồi, nhân gì nữa? Hiểu ý không các anh chị? Rồi, bây giờ tới cái lực màu xanh này. Nó tác dụng nó làm cho quay ngược chiều kim đồng hồ. Như vậy sẽ là trừ 20, cánh tay đòn là mấy đây? Là 5, đúng không? Từ C tới A, cánh tay đòn là 5. Rồi, bây giờ tới quy lớn. Quy lớn là nó tác dụng từ trên này xuống này. Nó đẩy cho cái cánh tay đòn của mình là quay như thế này, là quay cùng chiều kim đồng hồ nè.
Được chưa? Như vậy là cộng quy lớn là cộng 80 cánh tay đòn là 2. Tại vì từ quy lớn đến điểm A chỉ còn là 2 mét thôi. Đúng không? Đây nè, ngay vị trí này nè. Đến điểm A còn là 2 mét thôi. Rồi, hết lực rồi, cho bằng 0. Rồi, như vậy bấm chúng tôi đi, cái này ra được bao nhiêu? ID á. ID bằng máy này. Hai mươi nhân năm chuyển qua làm dương là 100. 100 mà trừ cho 60 là còn lại âm 40. Âm 40 trừ tiếp cho âm 106 là âm, đúng không? Thằng này là 100 nè, chuyển qua là dương 100 nè. Dương 60 chuyển qua là trừ 60 nè. Cộng 80 nhân 2 chuyển qua là trừ 106 nè, đúng không? Rồi, mà mình cần giải là giải chia cho giải ID, vậy là phải chia cho cả hai vế cho trừ 6. Đúng không vậy? Đó, thì nó ra được giá trị này. Như vậy là âm 260 là âm 220, vậy là 120 chia 6, như vậy là được 20 kN. Rồi, xong. Viết tiếp, tổng lực theo phương, phương y. Ta phương y trước, tổng lực theo phương y. Chúng ta có ID hướng lên dương. 20 hướng lên dương. Moment không tính, quy lớn hướng xuống âm. Rồi, IA hướng lên dương. Hết. Cứ đi lần lượt từ phải sang trái cho nó khỏi bị sốc lực thôi. À, vậy là tới đây chúng ta sẽ giải tìm ra được IA. Như vậy IA của mình là chuyển mấy thằng kia qua đảo dấu lại. Như vậy là trừ 20 cộng 80 trừ ID, đúng không? Mà ID của mình tính ở trên này là 20 thì tôi thế đây luôn là 20, phải không? Đúng chưa? Như vậy là mình sẽ ra là gì? 40 kN. Rồi, tiếp theo là tổng lực theo phương x. Vậy là chúng ta chỉ có một lực duy nhất, đó là XA nằm ngang hướng sang phải bằng 0. Hết. Vậy là chúng ta đã đi tiến hành xong bước 2, đó là bước viết phương trình cân bằng. Rồi. Tới thời điểm này ổn chưa? Ổn được bước 1, bước 2 rồi ha. Giờ qua tới bước 3 là bước vẽ biểu đồ nội lực. À, bước 3 nè. Giờ chúng ta chuẩn bị qua bước 3. Vẽ là hình đời cho. Đặt phản lực liên kết vào. Như vậy là IA mình tính ra là 40, ID là 20. Rồi. IA là 40 kN. ID là 20 kN. Giống cái đường giống xuống bằng nét đất. Đây. Vẽ đường trung hòa ra xong nha. Ký hiệu ở đây là biểu đồ lực cắt. Nhiều điểm hơn thì làm dài hơn một xíu thôi, mình chịu khó mình làm. Chứ còn về độ khó thì không có gì khó hết. Nó đều đi theo từng điểm mà. Rồi, điểm đầu tiên xuất phát này, bây giờ chúng ta giống lên thì đụng mũi tên này đi lên nè, vẽ lên trên.
Đây, từ đó lên trên là 40 bao nhiêu? Được chưa? Rồi, ký hiệu vào đây là số 40 thôi. Điểm tiếp theo cần tính đó là điểm B. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ trình bày là tính của y ra, đúng không? Tại B. Giờ là tại B. Tại B thì công thức của mình là quy tại B đúng không? Tôi không có cốp lại nữa nha, tôi đánh luôn. Quy tại B sẽ là bằng quy y bên trái của điểm B là tại A. Rồi, từ A tới B có lực phân bố điều không? Đây nè. Nhìn hình nè, thấy không? Đoạn này có lực phân bố điều nè, thấy chưa? Như vậy là trừ nó ra thôi. Vì lực phân bố điều mình hướng xuống mà. Trừ R quy của đoạn từ A tới B. Hết. Rồi bây giờ mình thớ vào, quy tại A của mình đang là dương 40. Trừ đi cho quy nhỏ mình là 20, nó đang phân bố trên độ dài AB là 4m tương nhân 4. Như vậy thì nó sẽ là bằng âm 40 kN. Được không? Rồi vẽ liền. Âm 40. Được chưa? Là 40 ha. Chờ tôi một xíu nha. Rồi, tiếp tục. Thì ở đây chúng ta sẽ nối hai tốc độ lại, 40 với 40 lại. Lực cắt thì khỏe nha, không có quan tâm đến lực phân bố điều gì đâu đây nữa. Cứ có tốc độ nối lại thôi. Rồi, vẽ các đường gạch sọc vuông góc với đường màu trắng. À, với đường màu đen, sorry. Đó, chúng ta phải rải đều ra nha các anh chị. Phải rải đều ra. Đó, rải đều hết ra. Rồi, ký hiệu ở đây là dấu dương. Đoạn trên này là dấu dương. Vậy là vẽ ngay ra lực cắt mà mình thấy có cực trị là hiểu moment là mình cần phải làm gì rồi đó, đúng không? Đúng không anh chị? Tới thời điểm này là phải hiểu moment là cần làm cái gì rồi. Phải đi tính điểm cực trị ra. Rồi, đây là dấu trừ. Tiếp theo, trước khi đi qua điểm C, tôi phải giống lên kiểm tra bước nhảy nè. Có bước nhảy không? Có, ngay tại vị không. Ngay tại vị trí B của mình không có lực tập trung. Đây là lực phân bố điều chứ không phải là lực tập trung. Như vậy không có bước nhảy. Vậy tính tiếp qua điểm điểm C. Gọi là tại C. Quy tại điểm C bằng bên trái của điểm C là điểm gì đây? Điểm B, đúng không? Từ B tới C có lực phân bố điều không? Không, không thì cái cụm này bằng không bỏ ra đúng không? Thì nó sẽ là bằng âm 40 luôn. Rồi, vẽ liền một tốc độ âm 40. Vậy là ngay tại vị trí C tôi kéo xuống. Đó, cứ vậy mà lồn. Đúng chưa? Rồi. Rồi, lúc này chúng ta sẽ nối hai tốc độ lại. Rồi, vẽ các đường gạch sọc cũng phải rải đều ra. Ký hiệu vô đoạn này là dấu. Đúng không? Xong, trước khi đi qua điểm cuối cùng là điểm D thì mình giống ngược lên lại kiểm tra bước nhảy coi ngay tại vị trí C có bước nhảy hay không. Giờ tôi giống nè, có nè. Thấy này không? Mũi tên màu xanh nè, thấy không? Đi lên. Như vậy là có bước nhảy. Rồi lúc này chúng ta sẽ đi tính là bước nhảy tại C. Bước nhảy tại C thì sao? Mình sẽ lấy giá trị tại C đem xuống là âm 40 tôi lấy xuống. Được chưa? Rồi bây giờ độn mũi tên B phở của mình bằng 20 kN. Đi lên thì cộng vào, đi xuống thì trừ ra. Như vậy tôi cộng vào. À, thấy chưa? Như vậy là âm 40 cộng 20 thì nó sẽ bằng âm 20. Thấy không? Rồi âm 20 thì tôi vẽ ngay tại vị trí C này một tốc độ là âm 20. Vậy là bằng một nửa của 40 thôi. Đây, ngay đây. Đây tôi đổi nè, cho chúng ta thấy đây chỉnh bước nhảy nè. Thấy không? Đó, nó bằng đoạn này thôi, 20 thôi. Rồi, bây giờ đi qua được điểm cuối cùng rồi đó. Có bước nhảy là giống như là khóa cửa xong hết rồi. Giờ đi qua điểm D. Vậy điểm D là tại D.
Tại D thì quy tại điểm D bằng bên trái của điểm D là điểm gì? Điểm C. Từ C tới D không có lực phân bố điều, vậy thôi. Vậy là chúng ta đã thiết lập công thức này xong. Như vậy là nó sẽ là bằng âm 20, đúng không? Bằng quy tại C là bằng giá trị bước nhảy tại C là bằng âm 20. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ vẽ tại D kéo xuống, đúng không? Đúng bằng tung độ là 20. Đấy. Đúng chưa? Có hai tung độ này rồi. Bây giờ chúng ta nối lại. Rồi, vẽ các đường gạch sau ra nha các anh chị. Vậy đây là dấu ông. Xong, như vậy là tôi đã vẽ xong biểu đồ lực cắt. Bây giờ về không là đúng nè, nó trả về không là đúng, nó đang âm 20. Tôi giống ngược lên lại nè, các anh chị thấy không? Mũi tên 20 đi lên nè. Được chưa? Rồi, như vậy biểu đồ lực cắt lớp mình còn anh chị nào thắc mắc gì không? Cách vẽ. Rồi, tiếp nha. Vậy bây giờ chúng ta qua biểu đồ thứ hai, đó là biểu đồ moment. Biểu đồ moment. Biểu đồ moment là mx, đơn vị là kilonewton nhân mét. Rồi, như vậy là chắc chắn là tôi phải vẽ thêm cái điểm cực trị ngay đây, vẽ xuống đúng không? Rồi, đây là y điểm cực trị đây của biểu đồ. Rồi, tính luôn khoảng cách từ đây ra tới đây. Như vậy cái do cái này nhìn nhanh thì chúng ta cũng dễ hiểu là đoạn này từ đây đến đây chính là mấy mét? 2 mét đúng không? Chắc chắn là 2 mét rồi, chia đôi mà, nó đều nhau, cạnh này 40, cạnh này 40 này. Còn không thì mình lấy 40 chia cho mấy? Chia cho quy nhỏ. Đúng không? Mà ví dụ muốn tính khoảng cách từ đây vào đây này, giống như tôi chỉ là lấy cạnh này của hình tam giác này là 40 chia cho quy nhỏ là 20. Thì cạnh này có phải là 2 không? Đúng không? Như nhau hết. Dạ, rồi. Rồi, bắt đầu. Điểm đầu tiên giống lên, có moment không? Không, vậy là bằng không. Chấm ngay đây cho tôi một chấm. Bây giờ tính mở. Như vậy lúc này chúng ta sẽ trình bày là tại y chứ chưa qua b được đúng không? Tại y thì mx tại điểm y, mx tại điểm y này sẽ bằng bên trái của điểm y là mx tại tại a. Rồi, diện tích biểu đồ lực cắt đi từ a tới y nè, thấy không? Đoạn này nè, đoạn này là giống dương thì ở đây chúng ta sẽ là cộng cho diện tích biểu đồ lực cắt nha, diện tích biểu đồ lực cắt đi từ a tới y. Rồi, thế số vào mấy tại a là bằng không đúng không? Ngay đây chưa có gì hết là bằng không. Rồi, diện tích biểu đồ lực cắt là đoạn đi từ a tới y, đây là hình tam giác thì chúng ta có công thức rồi, 1 phần 2 đường cao nhân cạnh đáy. 1 phần 2 đường cao của mình là 2 mét, cạnh đáy của mình là 40 kN. Rồi, như vậy chúng ta tính ra thì nó sẽ là bằng dương 40 kN nhân mét, đúng không? Còn dương 40, như vậy moment dấu dương thì tôi vẽ phía dưới. Được chưa? Rồi, giả sử tôi vẽ là bằng bấy nhiêu luôn, không công chỉnh sửa gì nhiều. Dương 40. Rồi, có tung độ 0 và tung độ 40, đoạn này có lực phân bố điều, vẽ parabol. Nha, chúng ta phải vẽ parabol. Đó. Rồi, vẽ này ngắn ngắn lại xíu. Giờ anh chị, rồi vẽ các đường gạch sọc ra vuông góc với đường màu đen. Đó, phải điều ra tiếp. Rồi, giống lên ngược lại coi có bước nhảy hay không. Không có đúng không? Vậy là qua tiếp điểm, điểm B. Rồi, tại B. Mx tại B bằng bên trái của điểm B là mx tại A, à, tại Y. Diện tích biểu đồ lực cắt đi từ Y tới B là dấu dấu trừ.
trừ cho diện tích biểu đồ là cắt đi từ y tới b. Rồi mấy tại y nó đang là dương 40, trừ cho 1 phần 2 đường cao là 2 mét, cạnh đáy là 40 kilo Newton luôn đúng không? Từ đây đến đây là 2 mét nè. Rồi, như vậy thì nó bằng mấy? Bằng 0, trừ là bằng 0, vậy là chấm ngay đây một chấm. Như vậy có tung độ 0 và tung độ 40. Chúng ta sẽ vẽ đường parabol, tại vì đoạn này vẫn có lực phân bố đều đúng không? Đây nè. Đoạn này từ đây đến đây này, nhìn hình này, khúc này vẫn có lực phân bố đều. Rồi, như vậy để vẽ biểu đồ đẹp thì tôi sẽ lít từ này lít lên. Nhớ nha, nhiều anh chị hay quên lắm á, phải biểu đồ moment hay quên chỗ đó. Rồi, ok, tiếp tục vẽ cái đường gạch sọc ra vuông góc với đường màu đen. Rồi, trước khi đi qua điểm C giống lên coi có bước nhảy hay không. Không, ngay tại vị trí B không có moment tập trung, không có bước nhảy, vậy tính qua tại C. Đó, không phải là nhiều điểm hơn là khó đâu, mình cứ làm dài hơn thôi chứ không phải là khó, các anh chị lưu ý nha. Như vậy là mới tại C sẽ bằng bên trái của điểm C là điểm điểm B. Rồi, từ B tới C diện tích biểu đồ lực cắt của mình là dấu âm. Như vậy là tôi sẽ trừ cho diện tích biểu đồ lực cắt từ B tới C. Như vậy MX tại B của mình là bằng mấy? Bằng mấy các anh chị? Trên này mình đang tính là bằng 0 này, thấy không? Đây nè, ngay đây là bằng 0 nè. Rồi tôi thấy vào là 0. Trừ cho diện tích biểu đồ lực cắt, hình này là hình chữ nhật. Như vậy là tôi sẽ trừ cho 40 nhân 1. Đúng không? Đây nè, diện tích này là hình chữ nhật nè. Như vậy là nó sẽ là bằng âm 40. Như vậy âm 40 thì mình vẽ ở đâu? Vẽ lên trên. À đây, tôi phải vẽ lên trên đây. Hiểu chưa các anh chị? Âm 40 tôi sẽ vẽ lên trên. Rồi. Có tung độ là 0 và tung độ 40, tung độ 40 trên cao, tung độ 0 ở dưới thấp. Nhưng mà đoạn này BC không có lực phân bố đều. À không có lực phân bố đều thì nối lại là đường đường thẳng. Đúng không? Không có lực không có điều, tôi nói lại là đường thẳng này. Được chưa? Rồi vẽ các đường gạch sọc vuông góc xuống. Rồi tiếp tục trước khi đi qua điểm cuối cùng là điểm D, chúng ta giống ngược lên kiểm tra bước nhảy. Có bước nhảy không? Có. Bài này có bước nhảy nè, các anh chị thấy có moment không? Thấy này không? Đây nè, tôi giống lên nè, thấy có moment tập trung không? Rồi như vậy là có bước nhảy nha. Bài này moment nó có bước nhảy tại xe. Rồi bước nhảy tại C cách làm như lực cắt là B giá trị tại C đem xuống. Như vậy tại C của mình là B xuống là âm 40 kN/m, tôi B xuống nè. Rồi bây giờ mình coi moment của mình đang quay như thế này là cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ đây các anh chị. Cùng chiều đúng không? Cùng chiều dấu gì? Dấu dương. Cộng với lại dương 60 kN/m. Như vậy thì nó sẽ là bằng dương 20 kN/m. Được chưa? Rồi như vậy là ngay tại vị trí C là mình tính ra moment dương là phải vẽ ở phía dưới 20. Vẽ dưới nha, 20 đây, vẽ ngắn một nửa. Như vậy này là sẽ là 20. Rồi bây giờ mình qua điểm cuối cùng được rồi, đó là tại D. Tại D. Tại D thì mở tại điểm D bằng bên trái của điểm D là mở tại tại C. Từ C tới D diện tích biểu đồ lực cắt của mình là dấu trừ, như vậy ở đây là trừ do diện tích biểu đồ lực cắt từ C tới D. Như vậy MX tại C của mình đang là dương 20 trừ cho diện tích biểu đồ lực cắt, hình này là hình chữ nhật. Như vậy là sẽ là trừ 20 nhân 1, vậy là bằng 0. À bằng 0 thì chấm ngay đây một chấm. Rồi đoạn C tới D không có lực phân bố đều luôn. Quá khỏe ha. Nối lại là đường thẳng. Rồi. Vậy là tôi đã hướng dẫn vẽ xong biểu đồ đó. Giống ngược lên lại chắc chắn không có bước nhảy nè, đúng không? Ngay tại vị trí D nó đâu có bước nhảy đâu. Rồi, đó đó là cách toàn bộ cái cách vẽ biểu đồ nội lực, lực cắt và moment nha. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong cũng khá nhiều ví dụ cho các anh chị rồi đó.